Chiều ngày 9 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tranh luận vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí, tham ô tài sản xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sagri. Mở đầu tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về vụ án. Viện Kiểm sát khẳng định, bản án sơ thẩm xử phạt ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc Sagri cùng các đồng phạm là đúng người, đúng tội. Trong giai đoạn giữ chức Tổng giám đốc Sagri, bị cáo Lê Tấn Hùng biết dự án nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, nhưng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện thủ tục, đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Tổng công ty Cổ phần Phong Phú, Công ty Phong Phú. Với cương vị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Tuyến biết việc chuyển nhượng dự án phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, phải tiến hành thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường nhưng đã đồng ý chấp thuận việc chuyển nhượng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 348 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Hùng còn chỉ đạo nhân viên lập 10 hồ sơ, hợp đồng khống cho cán bộ, nhân viên Sagri đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài để chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng. Án sơ thẩm xử phạt ông Tuyến 6 năm tù và ông có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mong sớm đi thi hành án, hiện đang tại ngoại. Theo Viện Kiểm sát, gia đình ông Tuyến có công với cách mạng, có đóng góp trong công tác phòng chống COVID-19 nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho ông từ 6 tháng đến 1 năm tù. Với kháng cáo của ông Hùng, chủ mưu trong vụ án, bị cáo Lê Tấn Hùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, án sơ thẩm tuyên phạt 25 năm tù về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Viện Kiểm sát xác định ông Lê Tấn Hùng thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho ông này 6 tháng đến 1 năm tù. Đối với kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Trọng Tuấn, cựu giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Viện Kiểm sát cho là ông Tuấn đã có hành vi sai phạm trong việc tham mưu cho ông Tuyến chấp thuận chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại phường Phước Long B gây thất thoát tài sản nhà nước. Viện Kiểm sát xác định không oan sai, án sơ thẩm xử phạt bị cáo Tuấn 6 năm tù là có căn cứ. Đồng thời, Viện Kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận số tiền nhà nước thiệt hại theo kháng nghị là 673 tỷ đồng, không phải là 348 tỷ như án sơ thẩm tuyên. Liên quan kháng cáo của bị cáo Hồ Văn Ngon, cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Sagri, bị cấp sơ thẩm phạt 5 năm tù. Do sau khi kháng cáo, bị cáo đã tử vong do bệnh ung thư, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ vụ án đối với ông Ngon.